Mạnh Tiến Studio xin chính kính chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ test chiếc mic ESK-AT100, mic Hòa Vinh đợt vừa rồi đã làm mưa làm gió trên thị trường đấy. Đấy. Và chiếc đồ HF5000 với hiệu ứng Auto-Tune mà các bạn không phải cần phải qua phần mềm chỉnh sửa đâu cả. Và bây giờ mình sẽ test bộ combo sản phẩm này các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ thử đây, ví dụ này. Đây các bạn nghe thấy hiệu ứng auto dùng không ạ? Rồi ok, bây giờ mình sẽ test bài Thất Tình các bạn nhé. Nhạc sĩ mix luôn ạ. Trong bộ combo sản phẩm bên mình đang bán với cái bộ này là chỉ với cái giá rất là bèo thôi, hơn 2 triệu thôi. Thì mọi người hãy liên hệ với số điện thoại 0979 592 66 để được tư vấn hỗ trợ các bạn nhé. Âm thanh rất là chắc và hay luôn ạ. Đầy đủ trọn bộ có dây live stream các bạn này, chân cơ bản này, máng lọc âm này, bên phí ship toàn quốc các bạn nhé. Nhạc căng luôn các bạn ạ. Chiếc sọc cạc mà không cần phần mềm thì cũng auto-tune gì cả, hát là ok ạ. Anh đã không giữ được nhiều hạnh phúc cho em, nhiều khi gian nhớ nước mắt em cứ rơi thật nhiều. Anh xin lỗi em, hãy tha thứ cho anh lần này, đừng rời xa anh. Em nói đi, em rất yêu anh. Nhưng nay cuộc sống không như anh đang ước mơ, của một tình yêu sẽ hạnh phúc giống như bao người. Một người yêu em đắm say, một người bên em mỗi khi. Mà giờ đây, nước mắt anh đã rơi rồi. Thật ra anh đâu, đâu có muốn chia tay như vậy. Bây giờ là mình đã test chọn bộ combo sản phẩm ESK-AT100 và chiếc sọc cạc HF5000. Mình khẳng định luôn, hiện tại trên thị trường giờ, để mà nếu mà không cần phần mềm chỉnh sửa thì chưa cái nào qua được HF5000 anh chị nhé. Thì chọn bộ bên mình bán với giá chỉ hơn 2 triệu thôi. Thì mọi chi tiết liên hệ xin liên hệ với số điện thoại 0979 592 666 hoặc website Mic Thường Gia Buôn, hoặc là fanpage Mạnh Tiến Studio, cũng như là Facebook cá nhân của mình Mạnh Tiến Studio. Các bạn có thể gõ số điện thoại trên Google này, trên YouTube này, tất cả đều có nha các bạn nhé. Một lần nữa Mạnh Tiến mong được các bạn ủng hộ và đăng ký kênh theo dõi của mình. Xin chào các bạn.